Một trong những cái trải nghiệm mà tệ hại nhất trong cái công việc huấn luyện viên mà Hạnh đã từng trải qua đó chính là hỗ trợ cho một người mà họ không hợp tác với mình. Và Hạnh tin chắc đây là một cảm giác chung của nhiều các bạn huấn luyện viên đã từng hỗ trợ cho khách hàng, nhất là những cái khách hàng mà họ đang có nhu cầu giảm cân đó mọi người. Mình biết chắc rằng khi mà họ đi theo một cái giáo án của mình và họ đi theo cái sự follow hỗ trợ của mình 100%, họ sẽ có kết quả, chắc chắn là như vậy. Một người huấn luyện viên luôn biết họ làm gì với khách hàng của mình để hỗ trợ cho khách hàng, nhưng mà đời thì chả bao giờ như mơ cả. Và đối với những người không hợp tác á, nếu mà nhìn nhìn ở cái góc độ bên ngoài, khi bạn nhìn vô bạn sẽ hỏi, bạn sẽ nói là tại vì người này lười, tại vì người khách này thế này, tại người khách này thế kia. Nhưng mà ẩn sâu trong cái vấn đề là Hạnh không bao giờ Hạnh chấp nhận được một cái việc mà Hạnh không bao giờ Hạnh biết điều gì nó đang xảy ra đối với cái khách hàng này hết. Có thể là họ không có duyên để có thể đi lâu dài với mình, và để cho mình có cơ hội mình hỗ trợ cho họ thì chúng ta chấm dứt hợp đồng tại đây. Nhưng mà cái cảm giác mang lại của cái việc mà mình không biết điều gì nó đang xảy ra đối với khách hàng này á, nó sẽ là một cái cảm giác rất là khó chịu cho một người huấn luyện viên, mà nhất là những người mà có cái nhu cầu muốn giúp đỡ người khác như Hạnh. Đó không phải là chuyện tiền bạc nữa mọi người. Về cái nhu cầu mà một khi đưa ra cái việc mà hợp tác giữa hai bên, bạn trả tiền cho mình và mình hỗ trợ cho bạn, và bạn không hợp tác với mình thì mình không còn hỗ trợ cho bạn nữa, hợp đồng chấm dứt. Cái chuyện đó là về cái mặt thực tế thì nó rất là bình thường, nhưng mà về cái việc mà một người á, mình có chuyên mình có thể giúp được bạn nhưng mà mình không thể giúp được bạn thì mình nuốt cái đồng tiền nó cũng không có trôi miếng nào hết. Và mình luôn đặt câu hỏi tại sao, là có người khách hàng này thì họ rất là hợp tác với mình luôn, mình cho bài gì tập bài nấy, không lý do không gì hết, và hợp tác đến mức mà cái thời điểm đó mình là một người mới vô nghề mà mình có thể hỗ trợ cho bạn ấy có một cái strength form trong một thời gian ngắn rất gì và này nọ, mà tới cả bản thân của mình cũng rất là ngạc nhiên khi mà một người có thể chịu khó hỗ trợ mình và mình có thể giúp họ đạt được cái kết quả như vậy. Cũng là một người khác ở mà lúc đó mình đã học chuyên môn nhiều hơn và mình có kiến thức nhiều hơn, cũng như là kinh nghiệm đúc kết nhiều hơn từ chính những cái nỗi đau của mình trong cái quá khứ, trong cái việc mà sai lầm trong tập luyện rất là nhiều, và mình chắt lọc những cái tinh túy mình dạy được cho người đó, nhưng mà người đó lại không chịu hợp tác với mình, cuối cùng thì không có đem lại một cái kết quả tốt, và đó là một cái cú sốc trong cái công việc của mình. Và dĩ nhiên nó tới thì chả ai vui tí nào, đúng không? Không biết những bạn huấn luyện viên khác có đặt ra cái câu hỏi lý do tại sao như vậy không, hay là bạn chỉ quy chụp là khách hàng này là một người họ không, họ chỉ đơn giản bạn biết là họ lười, thế là chấm hết câu chuyện tại đây. Thì như vậy thì cái cảm giác của bạn nó cũng sẽ bị bám chấp vào cái việc đó, và bạn sẽ không cảm thấy thoải mái cho chính mình. Để hiểu sâu hơn cái tầm gốc rễ của cái vấn đề này thì Hạnh đã có duyên, có nghĩa là khi mà Hạnh đặt ra rất là nhiều câu hỏi lý do tại sao, điều gì xảy ra với cái người này, tại sao họ lại như vậy, họ biết những cái vấn đề bệnh lý đang tới với cuộc đời của họ, và họ biết họ có giữ cái điều kiện cũ như vậy, trong cái môi trường sống như vậy sẽ khiến cho sức khỏe của họ đi xuống, thậm chí họ gặp bác sĩ và họ uống thuốc nhưng mà họ vẫn không thay đổi. Khi Hạnh khởi tâm đặt ra những cái câu hỏi đó, và Hạnh luôn cố gắng đi tìm câu trả lời để làm sao để giúp những người này, dù họ đem lại cho mình cái cảm giác không hề dễ chịu tí nào, nhưng mà mình vẫn có cái tâm mình muốn biết lý do sự thật đằng sau đó, thì Hạnh phát hiện được cái công cụ Map for Success, và từ đó Hạnh mới có thể suy ra là trường hợp của khách hàng của mình lý do tại sao họ lại như vậy và cái họ thực sự cần là gì. Có phải là họ thực sự cần muốn giảm cái cân nặng đó hay không, như hay là cái thực sự cần của họ chính là giải quyết vấn đề tâm lý của chính mình. Nhưng mà cái tâm lý trước đây thì Hạnh biết nó chỉ là một phần của cái vấn đề thôi. Tâm lý học là một cái bạn nhìn vô nó ở mức cái tính biết, nhưng mà về sâu gốc rễ của một con người để có thể giúp họ chuyển đổi được, đó là một cái điều hết sức là phức tạp, nó liên quan tới quá khứ và cái môi trường sống cũng như cái mà hiện tại họ đang gặp phải. Điều đó mình mới phải có duyên bén duyên tới một cái bộ công cụ khác để giải quyết cái vấn đề này cho khách hàng. Đó mình của hiện tại đó mọi người. Ok, mình sẽ nói tiếp ở tập sau với mọi người ha.